Hai, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật giá cũng như trên tay nhanh bộ đôi sản phẩm rất là mới đến từ nhà Xiaomi và được khách hàng rất là ưa chuộng các bạn. Đó là bộ đôi Xiaomi 14T và 14T Pro 5G các bạn ha. Có con 14T, RAM 12, bộ nhớ 256GB. Giá là 12.990.000, hiện tại các bạn mua giảm được 1 triệu các bạn, là còn 11.990.000. Hiện tại bạn mua thì sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tặng bộ sạc nhanh 67W các bạn. Tại vì hiện tại con Xiaomi các bạn mua thì nó sẽ không kèm theo cộng cái củ sạc mà nó chỉ có cộng cáp sạc thôi. Và các bạn mua ở shop mình sẽ được giảm giá thêm 500.000 nếu mua từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 10. Tức là bạn mua thì giảm hết luôn là còn 11.490 ha. Tặng bộ sạc nhanh 67W. Đây là con 14T các bạn. Màu rất là đẹp trong năm nay luôn. Và cái này là cái hộp máy đặc trưng của con Xiaomi ha. Nhưng mà năm nay thiết kế sẽ khá là mỏng, và dự đoán là hôm nay sẽ không kèm theo bộ sạc nha. Nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều so với những cái hộp máy trước đó của hãng các bạn. Màu sắc chủ đạo là màu trắng ha. Rồi cùng mình tập hợp 14T này có dịch quyền không bạn. Rồi phụ kiện đi theo con 14T này sẽ có que chọc sim. Rồi đúng như mình dự đoán các bạn, nó kèm theo một cổng cáp USB Type-C ha. Cách hướng dẫn và một cái ốc lưng dẻo, đen dẻo quá ha. Rồi và đây là những nhân vật chính của chúng ta, con 14T màu bạc các bạn. Rồi hết cho các bạn ha, phụ kiện chỉ có dưới thôi, không có kèm theo củ sạc các bạn, chỉ có duy nhất là cái cọng cáp sạc thôi. Và đây là màu titan lu các bạn nha, không phải là màu xám đâu, titan lu hơi xanh các bạn, xanh titan của Xiaomi. Đây là cái thiết kế khung máy các bạn, cái viền ha. Cái mặt lưng. Rồi, đầu tiên thì đi vào màn hình. Thì con Xiaomi 14T sẽ được trang bị màn hình với độ rộng là 6.67 inch các bạn. Với tần số quét lên đến là 144 Hz. Siêu mượt mà các bạn nha, 144 Hz. Và độ sáng tối đa trên cái màn hình của con Xiaomi 14T này là 4000 nits, độ sáng cực kỳ lớn luôn các bạn. Với công nghệ màn hình là AMOLED, độ sáng 4000 nits cũng khiếp luôn các bạn nha. Với tần số quét là 140Hz và tần độ dạy phân giải màn hình đó là 1.5K. Máy sẽ được trang bị ở đây là mặt kính cường lực Gorilla 5. Ngon luôn bạn ơi, màn hình lên đến 144Hz. Tốc độ là mới đây, có thể tùy chỉnh cao nhất là 144Hz và các bạn sẽ được tùy chọn ở đây là 60 hoặc là lên đến 144Hz ha. Rồi về camera thì Xiaomi 14T sẽ được trang bị bộ 3 camera phía sau, thiết kế trong một cụm vuông các bạn, với camera chính là độ phân giải là 50 megapixel và hai camera phụ lần lượt là 50 và 12 megapixel với ống kính là Leica, nằm trong cái cụm vuông các bạn ha. Và đây là cái đèn led của hãng các bạn. Với bộ 3 camera này thì con 14T sẽ hỗ trợ các bạn những tính năng quay phim như là quay phim 4K nè, Full HD nè, HD. Ngoài ra thì nó có những cái tính năng chụp ảnh như chụp ảnh RAW các bạn, zoom kỹ thực số, xóa phông. Nó có sẽ thêm một tính năng đó là Xiaomi RAW, chụp trôi nhanh theo thời gian, chống rung quang học, chụp chuyên nghiệp, AI camera. Vâng các bạn ha. Đây là một chiếc máy được trang bị công nghệ AI trên con Xiaomi 14T nè các bạn.
Rồi về camera selfie. Camera selfie thì con Mi 14T này sẽ được trang bị camera selfie lên đến là 32 megapixel các bạn. Với camera một camera 32 megapixel thì hỗ trợ các bạn những tính năng như là chụp số phone nè, quay video HD, full HD và quay video được 4K trên camera selfie phía trước các bạn. Có tính năng làm đẹp và HDR. Về hệ điều hành con chip thì con Xiaomi 14T này sẽ được trang bị hệ điều hành là Android 14, Android mới nhất hiện tại các bạn nha, cùng với bộ xử lý là HyperOS, với con chip là Dimensity 8300 Ultra. RAM thì 14T sẽ được trang bị RAM ở đây là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB các bạn, RAM khủng luôn bạn nha, 12GB. 14T này sẽ được hỗ trợ thể nhớ lên tối đa lên đến là 1TB và nó sẽ được hỗ trợ 2 SIM Nano các bạn, 2 SIM Nano và thể nhớ ngoài lên đến là 1TB. Và nó chỉ sử dụng là một là hai SIM hoặc là một SIM và một thẻ nhớ các bạn. Mạng di động thì sẽ hỗ trợ tối đa là 5G. Còn Xiaomi 14T sẽ được ngoài ra nó sẽ được hỗ trợ những cái cổng kết nối như cổng kết nối OTG nè, NFC và cổng kết nối hồng ngoại các bạn. Và tai nghe thì con 14T sẽ được hỗ trợ cổng tai nghe dây với nghe dây cổng tiếp C các bạn nha, hoặc là các bạn có thể sử dụng tai nghe Bluetooth. Về pin thì Xiaomi 14T sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 67W các bạn. Hiện tại Xiaomi 14T thì bạn mua sẽ không có kèm theo cái ổ sạc, nó chỉ có kèm theo cổng cáp sạc đầu USB Type-C thôi. Nhưng mà hiện tại trong thời gian đặt hàng hiện tại thì bạn sẽ được tặng một cái bộ sạc nhanh lên đến là 120W. Xiaomi 14 sẽ được hỗ trợ trang bị là mở khóa bằng vân tay dưới màn hình các bạn và mở khóa bằng khuôn mặt. Ngoài ra thì máy có được trang bị những tính năng đặc biệt như là âm thanh Hi-Res Audio, âm thanh Dolby Atmos, khoanh vùng sắc đa năng, hoặc là những tính năng như là công nghệ chụp ảnh Dolby Vision. Ngoài ra thì con Xiaomi 14T sẽ được trang bị cổng chuẩn kháng nước kháng bụi IP65 các bạn. Kháng nước kháng bụi cũng tương đối nhẹ quá ha. Máy được thiết kế nguyên khối, cái khung thì khung bằng nhựa các bạn, nhưng mà lưng này lưng thiết kế bằng kính nha, khung bằng nhựa nhưng mà thiết kế ra tinh xảo. Đây cái nút nguồn tăng giảm âm lượng rồi ha, thiết kế cũng khá là đẹp. Con Xiaomi 14T thì được nặng là 195g. Theo đây thì mình sẽ có con Xiaomi 14T Pro 5G 256GB, 16.990.000, trả 1.000.000 là còn 15.990.000. Hiện tại bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tặng bộ sạc nhanh 120W, giảm thêm 500.000 nếu bạn mua từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 10 tại shop mình nha. Đây là con 14T Pro các bạn. Năm nay Xiaomi màu sắc rất là bắt mắt và đẹp luôn, 14T Pro. Và hiện tại 14T và 14T Pro thì các bạn mua đều được hỗ trợ góp 0% lãi suất, rất là tiện lợi các bạn luôn. Cùng mình tập hợp con 14T Pro này có gì đặc biệt không bạn nha. Rồi phụ kiện đi kèm theo con Xiaomi 14T Pro này thì chúng ta sẽ có một cái que chọc SIM, một cổng cáp USB Type-C và không kèm theo cái củ sạc các bạn nha. Sách hướng dẫn. Ốp lưng dẻo đen. Rồi, chuyện chỉ có bấy nhiêu đó thôi các bạn nha. Rồi, đây là sản phẩm chính mình đã bóc siêu trước đó các bạn ha. Và cái màu mình đang có trên tay đây là cái màu Ray Titan, màu xám các bạn, xám titan của Xiaomi ha. Con này cầm khá là nặng các bạn, so với con 14T thì con 14T rồi là khá nặng nha, thì nặng luôn. Thiết kế mặt lưng phía sau thì nó sẽ hơi bo cong cái mặt lưng phía sau các bạn, và cái viền này thì sẽ hơi bo nhẹ ha. Rồi đầu tiên thì đi vào màn hình. Ở đây mình sẽ có con Xiaomi 14T Pro
với cái màn hình độ rộng là 6.67 inch cùng tần số quét màn hình là 144 Hz các bạn. Màn hình sẽ được trang bị công nghệ là AMOLED với độ phân giải ở đây là 1.5K và mặt kính sẽ được tích hợp là kính cường lực Violet 5. Quá khủng khiếp cho bộ đôi sản phẩm mới ra mắt của Xiaomi các bạn. Tần số quét lên đến là 144 Hz và màn hình là màn hình AMOLED. Với cái tần số quét màn hình này cho các bạn nào mà thích chơi game rất là mượt mà luôn các bạn nha. 244 Hz. Và các bạn có thể chỉnh tốc độ làm mới 60 Hz hoặc là lên đến 144 Hz. Về camera thì Xiaomi 14T Pro sẽ được trang bị bộ 3 camera phía sau. Camera chính là 50MP và 2 cam phụ lần lượt là 50 và 12MP. Cùng với cái tính năng quay phim thì nó sẽ hỗ trợ bạn quay phim được 4K nè. Quay phim, đặc biệt là quay phim 8K. Ở đây là nó 8K các bạn nha, còn 14T sẽ chỉ được tối đa là 4K. Còn 14T rồi sẽ được quay phim được 8K, 4K, Full HD và chế độ HD. Và cái tính năng chụp ảnh thì có rất là nhiều tính năng chụp ảnh trên bộ 3 camera này, như là chụp ảnh RAW, chụp ảnh kỹ thuật số, chụp xóa phông, chụp góc siêu rộng. Máy sẽ được trang bị công nghệ chống rung quang học và AI camera. Rồi về camera selfie phía trước thì con 14T Pro này sẽ được trang bị camera selfie phía trước với độ phân giải là 32MP các bạn. Cùng những cái tính năng quay phim như là hỗ trợ bạn quay phim 4K nè, Full HD, HD, xóa phông, làm đẹp, chụp đêm, quay chậm vân vân. Về con chip thì con Xiaomi 14T Pro sẽ được trang bị con chip là MediaTek Dimensity 9300LS các bạn, một con chip rất là mạnh luôn. Và nó chạy xài trên hệ điều hành là Android 14 với HyperOS. Về RAM thì con Xiaomi 14T Pro vẫn được trang bị RAM thấp nhất là một RAM 12GB và bộ nhớ thấp nhất là 256GB nha. Ngoài ra thì con 14T Pro này sẽ có thêm bộ nhớ là 512GB nữa các bạn. 14T Pro vẫn hỗ trợ cho các bạn những cái cổng kết nối khác như là OTG, NFC và cổng hồng ngoại các bạn nha. Về tai nghe thì con 14T Pro sẽ được trang bị một là các bạn sử dụng tai nghe cổng C ha, hoặc là tai nghe Bluetooth. Viên pin thì con 14T Pro sẽ được trang bị vẫn là viên pin 5000mAh nhưng mà hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 120W các bạn. Mở khóa thì máy sẽ được trang bị mở khóa bằng vân tay dưới màn hình và mở khóa bằng khuôn mặt. Máy sẽ được trang bị công nghệ chuẩn kháng nước kháng bụi IP68. Thiết kế về thiết kế thì con này sẽ được thiết kế nguyên khối, khung là khung hộp kim nhôm các bạn, và mặt lưng này là mặt lưng bằng kính luôn các bạn nha. Nhưng mà cảm giác cầm nó rất là nặng so với con 14T rất là nhiều đúng không ạ? Hiện tại con 14T Pro này hiện tại các bạn mua thì sẽ có 3 màu để các bạn lựa chọn. Một màu như mình đang có trên tay là một màu xám titan và một màu xanh titan và một màu đen titan các bạn. Và hiện tại giá con 14T Pro này tham khảo tầm khoảng là 16.990.000 và các bạn sẽ đặt trước là khoảng 1.000.000 ha. Và khi các bạn đặt trước thì các bạn sẽ được tặng một bộ sạc nhanh 120W đến từ nhà Xiaomi, giảm ngay được 1.500.000 các bạn, và hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất nha. Một chiếc máy rất là ngon đến từ nhà Xiaomi các bạn. Thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như trên tay nhanh Xiaomi 14T, 14T Pro 5G tải rộng. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.